Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, một tiểu đề về gia đình nhà họ Ngô. Và nơi kết thúc buổi tham quan của quý đoàn chúng ta sẽ là vườn hoa Nhật Bản phía sau biệt thự Lam Ngọc đấy ạ. Và điểm đầu tiên trong buổi tham quan ngày hôm nay sẽ là biệt thự Bạch Ngọc, nơi có hồ bơi nước nóng. Xin kính mời các bạn. Nghe được má, nghe đó hả? Trời, chị nó nói hay quá. Hay quá quần. Kệ đi, tại vì nhiều thông tin cho nên phải nói nhanh. Cái hồ bơi này thầy Thanh hỏi tại sao. Nghe em quay chi đấy. Ủa chị là người Huế sao chị? Quảng Bình. Kính thưa quý đoàn ạ, phía bên cạnh đó chính là biệt thự Bạch Ngọc và đây là hồ bơi nước nóng, là nơi thư giãn cuối tuần của gia đình bà Trần Lê Xuân vào mỗi dịp cuối tuần khi từ Sài Gòn lên thăm Đà Lạt đấy ạ. Và mỗi dịp cuối tuần đó, gia đình bà sẽ mời thêm các tướng lãnh cao cấp thời Việt Nam Cộng Hòa, sau khi ngâm mình dưới hồ bơi sẽ lên lầu 2 của biệt thự Bạch Ngọc, được thiết kế như một quán bar cao cấp thời bấy giờ để cùng giao lưu giải trí và uống rượu bia đấy ạ. Hồ bơi này thì được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có sức chứa tới 300 mét khối nước, nơi cao nhất là 2,2 và nơi cạn nhất là 1 mét. Và cách đây hơn 50 năm, khi chế độ nhà Ngô bị lật đổ, thì cùng với số phận của chủ nhân, toàn bộ hệ thống khu biệt điện trải qua nhiều giai đoạn khác nhau thì cũng có những giai đoạn xuống cấp. Do đó, vào năm 2006, chính phủ đã cho đầu tư kinh phí trùng tu lại hệ thống khu biệt điện, trả lại vẻ đẹp vốn có của nó và thành lập tại đây trung tâm lưu trữ quốc gia 4 hiện nay đó. Và thưa các bạn, khi trùng tu lại hệ thống hồ bơi này thì trung tâm cũng rất chú trọng trong việc tìm hiểu bằng cách nào mà Trần Lê Xuân đã làm nóng được 300 mét khối nước, cho nên cho đào dưới lòng hồ lên để tìm hiểu. Nhưng đến nay thì trung tâm vẫn chưa tìm thấy hệ thống làm nóng nước của bà Trần Lê Xuân. Đến nay đây còn là một điều rất là bí ẩn đấy ạ. Như theo như những tài liệu của các tướng lãnh cao cấp thời Việt Nam Cộng Hòa để lại thì khẳng định đây chính là một hồ bơi nước nóng đấy ạ. Và thưa các bạn, cây ở phía bên cạnh biệt thự Bạch Ngọc kia đấy ạ, chính là cây phượng hoàng do bà Trần Lê Xuân đã trồng. Đây là một loài cây thân cổ nhưng có hoa và mang hình dáng lạ. Vào những năm 50-60 thì đây là một loài cây rất là quý hiếm ở Đà Lạt. Nhưng hiện nay khi đi hai bên đường thì các bạn sẽ thấy loài cây này được trồng rất là nhiều đấy ạ. Và thưa các bạn, tòa nhà lớn ở phía bên cao kia đấy ạ, thì nó không nằm trong khuôn viên được thuê của biệt điện Trần Lê Xuân, mà đó chính là nhà kho chuyên dùng của trung tâm, được khởi công xây dựng vào năm 2002. Đây là một trong những nhà kho hiện đại nhất nước ta hiện nay, với hệ thống bảo quản tự động được nhập từ nước ngoài về. Và hiện tại trong nhà kho đang bảo quản những tài liệu quan trọng của miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là khối tài liệu quý hiếm của Việt Nam và thế giới, sản sinh cách đây 200 năm, đó chính là mộc bản triều Nguyễn được làm bằng gỗ, và lát nữa mình sẽ trân trọng giới thiệu với các bạn đấy. Bây giờ các bạn đi thử sao? Nhưng mà giống cái trong cái, có phải là ông vừa xem cái clip của chị đúng không? Không, cái clip là cô kia kìa. Ừ, giống nhau vậy? Chắc là ăn cho mình nghĩ sao cherry vậy mày?